Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều tổ chức tổng kết hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi thị xã Đông Triều năm 2016. Hội thi diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 với sự tham gia của 18 giáo viên làm tổng phụ trách đội của 18 liên đội trường tiểu học, trung học cơ sở trong thị xã. Các giáo viên trải qua 4 phần thi: sáng kiến kinh nghiệm, thi kiến thức và kỹ năng tổng phụ trách, thi thực hành công tác đội, thi năng khiếu. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận đạt danh hiệu tổng phụ trách đội giỏi cho 18 giáo viên dự thi và trao giấy chứng nhận cho 5 đồng chí giáo viên làm tổng phụ trách đội đã đạt tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh năm 2015 và 1 đồng chí là tổng phụ trách đội giỏi cấp toàn quốc được đặc cách công nhận tổng phụ trách đội giỏi cấp thị xã.